Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Người sau lưng đại địa Mang Ưu đó, cửu giai đang đỉnh, hạc yêu chuẩn cấp 1. Chúng có trí tuệ rất cao và thiên phú sử dụng vũ khí. Hai tên còn lại chắc là yêu quái có sở trường sức mạnh tinh thần và bổ trợ cho Lam Hồ tộc. Quả nhiên là trận hình nhắm vào sở trường của chúng ta, trận này không dễ đánh, hay là chúng ta vẫn dùng bão tuyết? Đồ đằng của đại địa Ma Ngưu có năng lực tương trợ để xua đuổi bão tuyết. Bão tuyết chưa chắc đã dùng được. Chủ công chắc chỉ có đan đỉnh hạc yêu để tôi đối phó với nó. Được. Họ sẽ chặn những người khác trước. Trận đấu hôm nay chắc chắn là sẽ rất đặc sắc. Chiến đội xử nai khác có thể tiếp tục hành trình nổ tung đầu của bọn họ hay không? Hay là chiến đội kiếm ma tiếp tục tiến lên? Trận chiến bắt đầu. Đại sư Huỳnh. Quả nhiên là có năng lực xua đuổi. Vậy thì tấn công Lam Hồ tộc, hai Lam Hồ tộc. Lực đạo mạnh quá. Vậy mà lại là hợp thể. Như này thì hai con đại địa Ma Ngưu sẽ có thực lực gần đến cửu giai. Hơn nữa cho dù là cường độ cơ thể hay là tinh thần lực thì đều có thiếu sót. Xem ra đại đấu thú trường để đối phó với chúng ta mà đã tỉ mỉ lựa chọn đối thủ. Cẩn thận, sông đến rồi. Chúng ta lên chặn chúng. Vậy mà còn có tàn dư. Đó là Lam Hồ hậu thuẫn của Lam Hồ tộc. Cho dù thế nào cũng phải chặn chúng. Ấy, để tiểu đường tranh thủ đủ thời gian. Con người tầm thường này là sao đây? Vũ khí có kèm đặc tính vụn vỡ, mà còn đồng thời phóng ra phong cảnh, đặc biệt là bộ pháp quái dị của hắn, khiến cho kiếm khí của mình không thể nào khóa chặt hắn. Chuyện gì thế này? Trước đó không có ấn tượng gì về đội viên đó, vậy mà lại chặn được đan đỉnh hạc, không rơi vào thế hạ phong. Hắn lợi hại thế sao? Không được, đòn tấn công của tên này quá nặng. Còn cố chống cự thì cánh sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Tường băng và bão tuyết cũng không cản được nó. Hơn nữa tu vi của nó đã đạt đến cửu giai rồi. Đợi lúc chúng đến gần thì xong đời hết thôi. Không thể nào cản lại hay sao? Chết tiệt để tôi. Khiến băng, cẩn thận. Cố lý. Ngu xuẩn, lại dám chơi cận chiến với lão tử. Thế tấn công của mình đã hoàn toàn bị đánh gãy bởi sóng xung kích rồi. Hỏng rồi. Đại sư Huỳnh, cậu không sao chứ? Đối thủ của tranh tử đang xông về hướng của Cố Lý bị thương. Đợi đã, sao lại thành ra như này? Cố Lý, cứ tiếp tục thế này, mọi người đều sẽ dần dần bị giết chết. Tuyệt đối không thể nào để chuyện này xảy ra. Tránh tử, thả tôi ra. Ai cũng phải còn sống trở về. Đại sư Huỳnh, thiếu cháy huyết mạch của bản thân. Quá tuyệt. Tảng băng không vỡ. Đại sư Huỳnh, đáng không mang tất cả liều mạng rồi. Quân nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy, đã bị cậu ấy thu hút, có ấn tượng sâu. Đại sư Huỳnh ôn hòa lại lớn mạnh,
lại thích giúp đỡ người khác. Đại sư huynh ôn nhu như vậy, bây giờ lại đang liều mạng thiêu cháy sức mạnh huyết mạch của mình. Đừng mà đại sư huynh, ta có thể cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh của cậu ấy đang mau chóng trôi đi. Không, đừng. Băng mâu đó rất là nguy hiểm, mau xử lý hắn trước. Tịch diệt băng mâu, không ổn. Đóng băng. Cái gì? Chúng bị giết trong chớp mắt. Sao có thể? Giết hắn. Thời gian ngưng động. Băng bạo thuật. Ơi, để tôi dùng thắng linh thuật giúp cậu khôi phục sức mạnh khí huyết. Tiểu đường. Không. Vậy là lại giết được hai đội viên của ta. Đám sâu bọ này, ta phải dốc toàn lực lập tức giết chết đám nô lệ con người trước mắt này. Tử cực ma đồng. Không, tiểu đường. Đám sâu bọ cản đường, các người đều phải chết. Không tên nào thoát được. Vậy mà lại dám bắt kiếm của ta. Vậy thì dùng cơ thể của ngươi để tiếp nhận toàn bộ kiếm khí của ta đi. Tràn vào trong cơ thể, phá hủy toàn bộ nội tạng. Kỳ lạ, kiếm khí của mình đâu? Rõ ràng toàn bộ đều đã tràn vào trong cơ thể của hắn rồi, sao lại biến mất không thấy đâu rồi? Sức mạnh bị hút đi nhanh chóng, không thể được. Sao có thể? Vậy mà lại phản sát rồi, tiểu tử này. Đơn giản như thế liền, sao có thể? Ơi, đương nhiên, quá trình đường tam giết hắn không đơn giản. Đầu tiên cậu ấy sử dụng huyền ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, rồi lại sử dụng sức mạnh của cửu giai tượng yêu hóa, hóa giải lực đạo của trên kiếm. Hóa giải kiếm khí ùn ùn xuyên vào cơ thể là sức mạnh dịch chuyển của khổng tức yêu tộc. Sau đó là huyết mạch của huyền không công thôn phệ. Sau cùng mới dùng phá thiên trùy được chế tạo từ thiên hỏa tinh thiết để kết thúc. Chiến đội bạo đầu, hoàn thành phản sát, giết. Thật không thể nào tin được, mau giết hắn. Giết người. Đừng. Chúng ta đánh không lại hắn. Không, ngươi không thể giết ta. Phóng nhẫn. Thắng. Sử Lai Khắc thắng rồi. Con người đoạt được thắng lợi. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Chiến đội Sử Lai Khắc giành được thắng lợi một cách khó khăn. Toàn bộ khán giả con người đều sôi sục. Cái tên Sử Lai Khắc vang dội khắp đấu trường, đấu thú trường. Chiến đội Sử Lai Khắc là chiến đội đạt được nhiều trận thắng nhất ở trong thi đấu đoàn đội từ trước đến nay. Nghe từng tiếng hoan hô, chiến đội Sử Lai Khắc cũng vui vẻ. Họ nhìn thấy sự đoàn kết thuộc về con người. Hôm nay ngọn lửa trong lòng của tất cả con người trong thành Gia Lý đều được bọn họ nhe nhóm. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Cái tên Sử Lai Khắc luẩn quẩn trên bầu trời của thành Gia Lý rất lâu. Đường Tam dẫn bọn họ đến sơn cốc Hoàng Kim để trị thương. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm của Hoàng Kim Thụ cực kỳ có hiệu quả khi chữa trị cho họ. Ngay cả Võ Băng Kỷ thiêu cháy sinh mệnh lực của mình cũng đang mau chóng hồi phục. Thấy mọi người không sao, Đường Tam liền nói quá trình thi đấu với Trương Hạo Hiền, cùng với phản ứng kịch liệt của con người sau trận thi. Con người có thể đoàn kết một lòng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thanh thế quá lớn thì e là quan lại sẽ tiến hành trấn áp.
Em nghĩ đại đấu thú trường còn cần kiếm tiền dựa vào chúng em. Phía quân quan tạm thời là sẽ không gây bất lợi gì cho con người. Cho dù như thế nào thầy cũng cần đi sắp xếp. Thầy đi bận việc đây. Mấy người họ giao cho em đấy. Ấy, nửa tháng trôi qua nhanh như chớ. Thương thế của mọi người cũng dần hồi phục 7-8 phần. Sau trận ác chiến đó, mọi người đều trưởng thành và lột xác. Võ Băng Kỷ đã thiêu cháy lượng lớn lực sinh mệnh của mình ở trong chiến đấu. Tu vi bị giảm mạnh, có điều đều gặp họa phúc. Cùng lúc với thiêu cháy lực sinh mệnh cũng đã thiêu cháy những tạp chất trong huyết mạch. Có Hoàng Kim Thụ nuôi dưỡng, hoàn toàn hồi phục tu vi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi Độc Bạch quay về thì tiến vào minh tưởng, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Đường Tam Hiểu, Độc Bạch định đột phá lục giai. Trình Tử Tranh đã đạt đến giai đoạn thất giai, còn tiếp tục nữa thì sẽ đạt đến thất giai đỉnh phong. Cố Ní cũng thành công đạt được thất giai. Thời quang biến thất giai đã có thể thi triển ổn định tăng tốc, nghịch chuyển và ngưng động thời gian. Mà những ngày này, Đường Tam vẫn luôn nghiên cứu hắc kiếm do mỏ dài của cửu giai. Đa đình hạc yêu thú hóa thành. Thanh kiếm này luận về uy năng thì còn vượt xa phá thiên truy. Lần này danh tiếng của chiến đội Sử Lai Khắc vang dội. Quả nhiên giống như là em nói, quân quan chưa đàn áp con người, chủ yếu là con người vẫn còn quá yếu. Trước yêu quái tộc, con người không đáng để nhắc đến. Phong ba vẫn chưa nổi lên, đây là tình huống tốt nhất. Có nghĩa là chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu đồng đội. Tổng bộ cũng biết tiểu đội các em rồi, còn khen thưởng một phen. Phía tổng bộ cũng không giục ta về báo cáo công tác nữa. Ta cũng nhân lúc này nói là tiền bán trận bàn trước đó đều dùng để bồi dưỡng các em rồi. Nói về chuyện trận bàn, lúc nào thì em dạy cho thầy trận bàn dịch chuyển đây? Nó là đồ tốt đấy. Được, đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Bây giờ thầy đã là thầy cá rồi, thêm vào đó là thầy tư nho. Em có một suy nghĩ, muốn thử hợp sức của hai người để làm một chuyện. Vì để đảm bảo an toàn, em cảm thấy chúng ta nên bố trí một trận dịch chuyển. Ồ, là trận dịch chuyển ở khoảng cách xa. Chắc tính như là trận dịch chuyển ở khoảng cách tầm trung. Chúng em tham gia đấu đồng đội, rủi ro bại lộ học viện rất lớn. Cần còn có con đường rút lui khẩn cấp. Thật sự được sao? Trên lý thuyết có thể làm được. Giống như là một trận dịch chuyển, một trận bàn dịch chuyển siêu lớn. Chỉ là cần rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên thì không thành vấn đề. Lát nữa em lên danh sách cho thầy. Hay là bây giờ liệt kê luôn đi. Được, ta đi tìm nguyên liệu, em chờ tin tức tốt của ta. Độc Bạch sắp đột phá rồi. Sức mạnh khí vận của toàn bộ sơn cốc đều thay đổi. Mình vẫn nên đừng can thiệp. Quá trình đột phá vẫn cần phải dựa vào cậu ấy mới được. Giữ vững tinh thần để mặc lay động. Nghe lời của Đường Tam, cơ thể của Độc Bạch đột ngột ổn định hơn nhiều, khiến hồ hư ảnh trên đầu của Độc Bạch càng lúc càng rõ nét hơn. Năng lượng bốn bề đều hướng về phía sau thiên hồ, ngưng tụ ở giữa hai cái đuôi, dần dần ngưng tụ ra cái đuôi thứ ba. Sức mạnh của khí vận toàn bộ sơn cốc Hoàng Kim dao động càng lúc càng kịch liệt, bao gồm cả Lam Ngân Tinh của Đường Tam. Dù gì ai cũng muốn được tăng thêm may mắn, thực vật cũng không ngoại lệ. Lúc này Võ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh, Cố Lý cũng đều đã dừng lại minh tưởng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây màu đen. Mây đen bao phủ lên chiếc đuôi mới được hình thành của thiên hồ, chiếc đuôi đó cũng biến thành màu đen. Cảm giác khó chịu quá, lẽ nào đây nè? Đây chính là năng lực lục giai của thiên hồ biến. Cái đuôi đen đó có thể lắm được tai ách, thì triển lời nguyền. Thật là năng lực đáng sợ, lúc đạt đến chín đuôi, thì không biết cậu ấy sẽ có năng lực gì. Cái đuôi đó lại biến thành màu trắng rồi, kết thúc đột phá rồi.
Lại qua một tiếng rồi, Độc Bạch cuối cùng cũng mở hai mắt. Độc Bạch Thiên Hồ biến đột phá lục giai. Ơi, tớ đột phá thành công rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng tớ cũng lục giai rồi. Tớ có thể cảm nhận được Thiên Hồ biến lục giai, có thể nắm được vận may và vận rủi. Đây mới là Thiên Hồ biến chân chính, tất cả đều khác rồi. Độc Bạch sư huynh, sau này cậu cần luyện tập nhiều hơn, nắm vững khí vận. Bậc giai càng cao thì rủi ro càng lớn. Nếu như phá vỡ sự cân bằng của khí vận thiên địa thì rất dễ gặp phải phản phệ. Bậc giai của cậu càng cao thì càng gần thì càng cần cẩn thận phương diện này. Được được, sau này tớ nhất định sẽ chú ý. Có điều, có cậu ở bên cạnh, tớ không cần lo lắng những chuyện này nữa. Tiểu Đường, lúc nào chúng ta lại đến đấu thú trường? Bây giờ tớ không chờ được nữa, muốn thi triển vận rủi cho đối thủ. Cậu nghĩ nhiều rồi, khống chế khí vận ở trên chiến trường, lẽ nào cậu không sợ bị phát hiện hay sao? Ơi, cường giả quan sát thi đấu, khó tránh khỏi có cường giả thần cấp, chắc chắn là sẽ có thể phát hiện, hả? Nhưng tớ rất muốn giúp đỡ mọi người. Cậu không biết, tớ thấy mọi người rơi vào nguy hiểm khó chịu biết bao. Cuối cùng cũng có được năng lực giúp đỡ các cậu, nhưng lại không thể dùng. Không, cậu vẫn luôn giúp chúng tớ mà. Chính vì cậu thi triển sức mạnh khí vận, chúng tớ mới có thể thắng. Đừng tự coi thường mình, cậu là một thành viên cực kỳ quan trọng trong đội. Thật sao? Giả đấy. Mới lục giai, xem cậu đắc ý kìa. Cậu làm gì thế? Không phải chỉ là vận rủi thôi sao? Tớ ngồi tại chỗ không động đậy thì xem vận rủi ập đến như nào. Ơi, Độc Bạch, ông đây nhiều với cậu. Cố ní suy nghĩ cho an toàn của cậu, cậu nhất thiết là đừng xông đến đây. Ơi, tớ và đồng quy vu tận với cậu. Cố ní cậu bình tĩnh đi, trên người của cậu toàn là cứt chìm. Cậu xem, tớ đã nói cậu đừng xông đến rồi mà. Ơi, thối quá. Mùi này tắm không hết đâu, thối hoắc. Cố ní tớ cố gắng rồi, hay là cậu về tắm trước đi. Cho cậu bắt nạt tớ này. Bây giờ biết kết cục hay chưa? Huyết mạch thiên hồ này nợ hại thật. Cố ní còn cao hơn Độc Bạch một giai, mà cũng không có sức mạnh cản thiên hồ biến. Tiểu Đường, cậu nói đúng. Vừa rồi lúc tớ thi triển vận rủi với cố ní, cảm nhận rủi ro trong tinh thần hải xuất hiện một thứ như là mây mù. Vừa rồi trong trước mắt đã nhiều hơn. Lẽ nào đó chính là mây khí vận? Khí vận thực chất hóa, hình như là thế. Mây khí vận này xuất hiện lúc thi triển tai ách. Cậu nói dùng nó để tăng cường may mắn thì có thể trở nên càng mạnh hơn hay không? Cậu cút đi, đừng thử trên người của tôi. Được được, Độc Bạch sư huynh, sau này cậu chú ý hơn đến các phương hướng sau đây. Một là thực nghiệm hiệu quả của mây khí vận, hai là có thể thi triển may mắn cho một chuyện cụ thể hay không, ba là lúc thi triển có thể làm vô hình không có dáng vẻ gì, che giấu thiên hồ quang ảnh hay không. Được, đã rõ. 3 ngày sau, tu vi của Võ Băng Kỷ cuối cùng đã trở về bát giai, có hiệu quả nhanh chóng làm huyết mạch thuần khiết. Võ Băng Kỷ muốn làm thuần khiết mấy lần nữa, nhưng Đường Tam nói tinh luyện sẽ thương tổn đến bản nguyên, không thể nào chiết xuất nhiều lần trong thời gian ngắn. Đề nghị lúc Võ Băng Kỷ đạt cửu giai rồi mới tinh luyện lần nữa, chuẩn bị đột phá thần cấp. Ơi, Tiểu Đường, có phải chúng ta có thể đi thử trận đấu đồng đội thứ 5 rồi không? Lần trước chúng ta còn chưa lĩnh phần thưởng đấy. Tớ cảm thấy có thể rồi. Đấu đồng đội có ích cho việc, đấu đồng đội có ích cho việc chúng ta củng cố tu vi. Có điều thi đấu nữa thì chúng ta cần phải đưa ra một lời yêu cầu mới được. Tớ đến đại đấu thú trường một mình trước đàm phán với họ. Lần này ngươi muốn báo danh tham gia trận thứ 5 rồi.
Vết thương của đồng đội ngươi thế nào rồi? Cần đổi người hay không? Không cần đổi người, tôi đến để lấy phần thưởng của trận thi đấu trước. Thưởng thì không vấn đề, các ngươi định thi đấu thế nào? 3 ngày sau đi, có điều ta muốn một yêu cầu. Nói, ta cần biết được một vài tài liệu về đối thủ trước để tiện chuẩn bị. Ta không tin đối thủ trước đó của chúng ta không hề hiểu gì về chúng ta. Thành Gia Lý, Tĩnh Thất, Tiểu Mỹ cảm giác thế nào? Ơi, lại có một vài tiến bộ, đã cơ bản ổn định bát giai rồi. Nếu bát giai của con đã ổn định, thì hôm nay ta muốn truyền thụ một năng lực mới cho con. Đây là bí thuật mà giới nữ của tộc ta mới có thể tu luyện. Ngoại giới đều tưởng rằng nam giới của Khổng Tước Yêu tộc mới là chủ đạo. Thực ra không phải, Khổng Tước Yêu tộc muốn trở thành đại yêu hoàng thì tất nhiên là nữ giới mới được. Ta đã truyền huyết tinh của tiên tổ đại yêu hoàng vào trong cơ thể của con, vì thế con mới có thể có được vương miện Khổng Tước lúc tuổi còn trẻ như này. Con là người kế thừa của Khổng Tước Yêu tộc mà ta xác nhận. Lúc còn nhỏ, ta từng dẫn con đến tổ đình gặp thiên hồ đại yêu hoàng. Ông ấy nói, con có khí vận lớn trên người, ông ấy không thể nào nhìn được tương lai và thành tựu của con. Mặc dù con hướng về nhân tộc, ta không phản đối, nhưng ta hy vọng con có thể duy trì huyết mạch của Khổng Tước Yêu tộc chúng ta. Sau khi lần bế quan này kết thúc, ta phải đi đối mặt với ông ta, tương lai Khổng Tước tộc giao cho con đấy. Ta tin rằng con nhất định sẽ dẫn dắt Khổng Tước Yêu tộc tạo ra huy hoàng. Vâng, con nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta lại truyền bí pháp cho con. Được. Bất chi bất giác đã bế quan 1 năm rồi, không biết tiểu đường thế nào rồi. Còn có Tu Na, không biết cậu ấy lại đến học viện Gia Lý chờ mình lúc nào. Đường Tam trở về từ đại đấu thú trường, mang về tài liệu của đối thủ trong trận đấu tiếp theo. Trận tiếp theo này, 5 đối thủ toàn là hổ yêu. Đây là nhượng bộ cuối cùng của đại đấu thú trường. Nếu như muốn biết toàn bộ tin tức của đối phương, buộc phải chiến thắng trên 6 trận. Dù thế nào thì những tin tức này cũng có thể giúp họ sắp xếp chiến thuật. Đường Tam lấy ra 3 loại trận bàn định sử dụng trong màn đối đầu tiếp theo. Mấy ngày tiếp theo này, mọi người thương thảo chiến thuật, tăng cường tu luyện, tranh thủ để có được trạng thái tốt nhất cho màn đối đầu. Cuối cùng đã đến ngày của trận đấu thứ 5 rồi. Qua nhiều ngày dưỡng thương, chiến đội Sử Nai Khắc cuối cùng đã quay trở lại đấu trường. Tin tức đã truyền ra khắp đấu thú trường. Những con người tầm thường đến xem thi đấu. Toàn bộ trường đấu đều không còn chỗ trống. Sử Nai Khắc tất thắng, Sử Nai Khắc, Sử Nai Khắc, Sử Nai Khắc lại sáng tạo ra kỳ tích. Đối thủ trận này của họ là Hắc Ám Ma Hổ. Ơi, Ám Hắc Ma Hổ là huyết mạch chuẩn cấp 2, có sở trường điều khiển nguyên tố hắc ám, một con cửu giai và một con bát giai. Hôm nay Sử Nai Khắc gặp cường địch rồi. Những Hắc Ám Ma Hổ này đều có cơ thể cao 2,5 m trở lên. Ồ, quả nhiên là Ám Hắc Ma Hổ. Tiểu Đường, cậu đoán đúng rồi. Ơi, thực ra không khó đoán, hổ tộc đa phần đều là quý tộc, mà quý tộc sẽ không đến tham dự thi đấu. Vậy theo chiến thuật của chúng ta, suy xét từ phạm vi không phải là quý tộc, thì khả năng Ám Hắc Ma Hổ tham gia thi đấu rất cao. Hai bên chuẩn bị. Độc Bạch kích phát trận bàn trước, 5 người Sử Nai Khắc được Kim Văn ở dưới chân kết nối lại với nhau, Võ Băng Kỳ ở phía trước mọi người. 5 con Ám Hắc Ma Hổ cũng lập tức phát động Hắc Ám lãnh vực. Bây giờ tôi tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trận bàn thứ 3 tên là Dung Linh Trận. Trông mặt mà bắt hình dong, hội tụ toàn bộ năng lượng của tất cả mọi người lên một người. Võ Băng Kỷ được năng lượng của những người khác tăng cường, tu vi đã đạt đến cửu giai đỉnh phong trong chớp mắt. Đây là tại sao tu vi của con người đối diện trước mắt ta lại tăng lên cửu giai đỉnh phong trong chớp mắt vậy? Lên. Mục đích của tên này chính là cho nổ những băng tiễn này, hình thành nên khí trường hàn băng, cản trở tiến công của chúng ta. Ồ, là băng mâu trận trước. Mới vừa bắt đầu mà đã dùng đòn sát thủ rồi.
Có dung linh đoàn hỗ trợ và tăng tu vi của bản thân Võ Băng Kỷ, bây giờ Võ Băng Kỷ đã không cần sức mạnh thiêu cháy huyết mạch nữa, đã có thể tùy ý ngưng tụ băng mâu rồi.